Lần sau đợi tao tắm xong thì mới giặt nhá. Cháu vẫn đợi cô mà. Lại cãi đúng không? Mở mồm ra là cãi. Cần chị giúp gì không? Dạ không ạ, cháu tự lo được rồi ạ. Gọi là chị thôi. Quê em ở đâu? Ờ, Hòa Bình ạ. Ờ, em làm ở đây lâu chưa? Cũng được hơn 1 tháng rồi ạ. Ừ. Thế không đi học à? Này, cô Thuận có họ hàng gì với em không? Toàn bắt nạt em thế à? Em càng sợ, bà ấy càng lấn tới. Phải mạnh mẽ lên. Bà Trang có biết không? Thôi, chị đừng hỏi em nữa. Em không nói được đâu ạ. Chưa xong đâu nhá. Thay nước. Lau thêm lần nữa đây. Cô ơi, cháu lau 3 lần rồi đấy ạ. Thế là cãi đấy à? Bảo lau thì cứ lau. Hả? À? Giáp hết ở chân đây này. Kiếm đồng tiền nó không dễ thế đâu. Lau thì phải ấn mạnh cái tay vào. Thế mà lau đến bao giờ ấy, dẫm cái chân xuống này, nó phải mát lịm thì mới thôi, hiểu chưa? Ừ? Cô xem như thế đã được chưa ạ? Cô ạ. Chào chị. Ô, thế tưởng là cô đi với cô Hà Vi rồi chứ. Không ạ. Cô ơi, cô ăn gì để cháu làm ạ? Thôi, chị tự làm được mà. Em cứ làm việc của em đi nhá. Chắc cá mình. Đây rồi, đây rồi. Thế nào người đẹp? Này, sao bà cụ có vẻ khó chịu thế nhở? Đưa bà đi bệnh viện chứ. Bà không sao đâu. Thở oxy đúng rồi. Trong thấy có Thuận mới đang thở oxy. Không có oxy, oxy gì hết. Nhanh lên. Xe cấp cứu đến bây giờ đây này. Nhanh. Cô buồn cười nhở. Bây giờ đưa bà lên xe cấp cứu là yên tâm rồi còn gì nữa. Không được đâu bà. Phải là có Thuận mẹ. Bỏ ra. Em chào từ thế này. Bà ơi, cô biết làm sao ấy ạ? Cháu bảo để yên cụ trong phòng nhưng mà cô Hân không nghe. Cháu chỉ thấy bà. Quay vào. Nhanh. Cô ơi. Đi lên đây, đi lên đây. Cô ơi, con đưa cháu đi ra ngoài, đi ra ngoài này. Cô ơi, cháu xin cô, cháu biết lỗi rồi ạ. Cô tha cháu lần này đi ạ, cháu hứa là sẽ không tái phạm nữa đâu ạ. Ở ngoài này, tối với lạnh lắm ạ. Đi ra, đi ra. Cô ơi, cháu xin cô, cháu biết lỗi rồi. Cháu hứa là sẽ cho cô 1 nửa tháng lương của cháu ạ. Cháu sẽ chịu phạt thay cô ạ, được không cô? Cô nhá, cô. Cứ nói bằng cái giọng đấy nhá. Ở ngoài, hiểu chưa? Cô ơi, cháu sai rồi ạ. Cô ơi, lỗi tại cháu ạ. Không phải là cháu chịu phạt thay cô, mà là cháu đáng bị phạt. Tội của cháu là không canh bà cẩn thận, để cô bị vạ lây, bị lộ chuyện ra ngoài sơn móng chân ạ. Để cô bà Trang
trừ lương cô rồi đúng không ạ? Cô ơi, cháu nói đúng không cô? Cô ơi! Cô ơi! Thế này thì mang tiếng là lương cao, mà tháng nào cũng bị bắt lỗi trừ tiền, còn cao cái gì nữa. Còn hơn là bị đuổi cô ạ. Làm gì có chỗ ăn chỗ ở, rồi tiền gửi về quê nữa. Đuổi thì đi chỗ khác, lo gì. Cháu không có ăn có học, làm đâu cũng bị gửi về công ty. Lần này mà bị đuổi nữa, chắc là công ty đuổi cháu luôn ý. Gọi là chị em thôi. Để chị nghĩ cách nói thử với Hà Vi xem thế nào vậy. Ê, không có được đâu ạ. Cô mà nói cháu chết chắc. Sợ gì? Làm sao cứ phải sợ bà đấy thế nhở? Lành làm gáo, vỡ làm muôi. Cô, à, chị à, chị không biết đấy thôi chứ đáng sợ lắm ấy ạ. Đến cụ còn chết khiếp, nói gì đến em. Cụ tính á? Chị có giỏi thì chị giúp cụ. Cụ mới là người khổ nhất. Chứ em ấy thì cô ấy cũng chẳng làm được gì. Cụ làm sao mà phải giúp? Thôi, em không nói gì nữa đâu. Coi như em chưa nói gì nhá. Hóa ra là gia đình này phức tạp hơn mình tưởng. Mặt nạ hạnh phúc do Viettel Media sản xuất, phát sóng 20 giờ tối thứ ba, thứ tư, thứ năm trên kênh YouTube Phim 360.